Trong nông nghiệp sinh thái hôm nay, khát vọng xây dựng thương hiệu hoa lan và nỗ lực nghiên cứu lai tạo bằng phương pháp mới của nữ nông dân thành phố Hồ Chí Minh. Phát triển đặc sản hồng không hạt trên cao nguyên đá theo chuẩn Việt Gáp hữu cơ. Trồng dâu tây bằng smartphone, câu chuyện làm giàu đầy táo bạo của nông dân Đà Lạt. Wow, đẹp quá chừng luôn nè anh Dân, thấy không? À, đúng là xứng danh với nữ hoàng của các loại hoa ha. Dần hoa lan đẹp, sang trọng, quyến rũ, vậy nên rất được lòng của nhiều người. Nắm bắt nhu cầu này, những mô hình kinh tế từ việc trồng lan cũng được phát triển. Nhưng mà quá trình chăm sóc thì trần ai lắm. Câu chuyện làm giàu của nữ nông dân ở thành phố Hồ Chí Minh sau đây thì lại khác. Chị ấp ủ giấc mơ với hoa lan, nhưng thay vì nhập những giống từ nước ngoài, chị lại nghiên cứu và áp dụng phương pháp lai hữu tính thụ phấn tạo trái. Đây là cả một quá trình kỳ công đúc kết bởi kinh nghiệm và sự kiên trì. Cách đây 5 năm, nhận ra tiềm năng của giống hoa lan Dendro ở Việt Nam là rất lớn, chị Lưu Thị Kim Phượng ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình lai tạo giống hoa lan này. Chị thuê đất và đầu tư trồng thí điểm. Nữ nông dân này chọn phương pháp thụ phấn gieo hạt, mất gần 1 năm hoàn thành các đơn đặt hàng nhân giống hoa lan giả hạt cho nhà vườn. Sau nhiều lần thất bại, chị cũng tìm ra được phương pháp lai các mặt bông làm mẹ, mặt bông làm bố. Đến nay, chị Phượng lai tạo được hơn 200 mặt bông, nhất là các dòng Dendro nắng, Dendro màu, Dendro chớp. Cuối năm 2020, nhà vườn này quyết định mở hợp tác xã để chia sẻ mô hình đến nhiều người hơn. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên hợp tác xã Vườn Lan Việt còn phân bố ở các tỉnh miền Tây như An Giang, Đồng Tháp. Hiện chị áp dụng phương pháp lai hữu tính, thụ phấn tạo trái, nhân giống bằng phương pháp gieo hạt trong phòng thí nghiệm. Thời gian tới, hợp tác xã kêu gọi đầu tư vào ngành hoa lan, Dendrobium, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Khoa học kỹ thuật chính là chìa khóa thành công của nông nghiệp thời đại mới. Hồi trước nói đến trồng nấm rơm thì ai cũng nói đủ nỗi lo âu. Chuyện thị trường, giá cả, nhất là chuyện nắng mưa ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nữa. Nhưng đó chỉ là trước đây thôi, chứ giờ mọi thứ đã khác. Câu chuyện bắt đầu từ chút thay đổi trong cách làm, như việc một nông dân ở Đồng Tháp mở trang trại và xây nhà kính để trồng nấm rơm. Chi phí đầu tư ban đầu có cao, nhưng mà đổi lại doanh thu mang về là con số mà ai cũng ước ao. Sau thời gian tìm tòi, nhận thấy làm nấm rơm không quá khó về kỹ thuật và cũng không mất nhiều công chăm sóc, anh Lâm Thái Dương và chị Lê Hồ Thùy Linh quyết định chọn mô hình này để lập nghiệp ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. 5 năm trước, anh Dương bắt đầu làm thử nấm rơm bằng phương pháp truyền thống với 2 nhà kính che bằng màng ni lông. Tuy nhiên, ở loại phòng này thì nhiệt độ, độ ẩm không ổn định nên nấm sinh trưởng và phát triển không như kỳ vọng. Sau nhiều lần thất bại, hai vợ chồng quyết định thực hiện quy trình làm nấm rơm công nghệ cao trong nhà kính và mạnh dạn đầu tư 1 tỷ 800 triệu đồng để biến 2.000 mét vuông đất vườn thành nhà nấm. Nhà kính được chia thành 48 phòng khép kính, quay kính bằng vách tường xi măng vững chắc, luôn ấm và ẩm hơi nước. Trong nhà kính, anh Dương và chị Linh bố trí hệ thống ống dẫn hơi nước, dẫn nhiệt độ để độ ẩm ở phòng nấm luôn được duy trì mức lý tưởng cho sự sinh trưởng của nấm. Nhờ vậy mà hoàn toàn không phụ thuộc vào thời tiết có thể canh tác quanh năm. Không sao vậy. Chia sẻ về bí quyết, nông dân cho rằng quan trọng nhất là nguồn rơm nếu bị mốc sẽ ảnh hưởng năng suất. Việc theo dõi nhiệt độ và độ ẩm trong nhà kính cũng là khâu rất quan trọng để cho ra nấm sạch chất lượng cao. Sau 5 năm gắn bó, sản phẩm nấm rơm của anh Dương có đầu ra ổn định. Mỗi ngày trang trại thu hoạch khoảng 20-30 kg, trừ hết chi phí, mỗi tháng mô hình mang về lợi nhuận hàng chục triệu đồng. Hồng không hạt Quảng Bạ, tỉnh Hà Giang, giòn, vị ngọt đậm, nhiều bột mịn và có mùi thơm đặc biệt. Đang được phát triển nuôi trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hương vị thơm ngon của loại trái cây này kết tinh từ đầy đủ yếu tố tự nhiên như khí hậu, thổ nhưỡng của vùng đất cao nguyên đá. Ngoài giá trị du lịch, hồng không hạt còn là thế mạnh kinh tế của huyện Quảng Bạ và tỉnh Hà Giang với tổng diện tích gần 250 hectare. Để được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, các sản phẩm phải có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu là do điều kiện địa lý mang lại.
Theo kế hoạch phát triển của ngành nông nghiệp tỉnh, tới đây sẽ trồng mới trên 270 hectare hồng không hạt, nâng tổng diện tích lên trên 500 hectare, trong đó có 1/5 diện tích sẽ đạt tiêu chuẩn hữu cơ hoặc Việt Gáp. Ngành nông nghiệp sẽ quản lý hiệu quả thương hiệu và phát triển thêm các sản phẩm chế biến mới như mứt hồng, hồng sấy để đáp ứng nhu cầu thị trường. Sang Israel học cách làm nông nghiệp công nghệ cao, chàng trai Nguyễn Văn Sơn trở về quê Nghệ An, dây vốn rồi thuê đất để khởi nghiệp tạo nên một cánh đồng xanh trên sa mạc, với khát vọng làm đổi thay cách thức canh tác truyền thống. 4 năm trước, Sơn thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Phú Thịnh và thuê đất bãi bồi trồng bắp, khoai của người dân ở xã Hưng Khánh, huyện Hưng Nguyên để lập trang trại. Anh xây nhà lưới và hệ thống tưới nước tự động để trồng các loại dâu tây, dưa lưới, dưa lê Hàn Quốc, khoai lang Nhật, bí trắng Mỹ. Những loại cây trồng ngoại nhập này về với vùng đất nắng gió cũng tỏ ra thích nghi rất tốt. Tuy nhiên, để nó đẻ ra tiền cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhờ đam mê và đã có chút kinh nghiệm nên dạng sự khởi đầu nan cũng qua. Kỹ thuật trồng và chăm sóc tốt, tìm kiếm được thị trường tiêu thụ ổn định qua các đầu mối tiêu thụ ở các cửa hàng thực phẩm sạch và cửa hàng do Sơn tự mở. Trang trại của Sơn từ năm đầu tiên cho trái nghịch. 3 năm qua, trừ chi phí, mỗi năm Sơn thu về hơn 300 triệu đồng từ trang trại. Chàng trai xứ Nghệ còn trồng thêm vườn nho, vườn hoa hồng, đầm sen để làm du lịch. Khởi nghiệp bằng nông nghiệp không chỉ để kiếm tiền, mục tiêu của chàng trai là muốn góp phần làm thay đổi dần hình thức canh tác truyền thống manh mún, tạo ra sản phẩm an toàn, được kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đất, giống cây, phân bón và quy trình chăm sóc cây. Cũng là công nghệ cao, câu chuyện khởi nghiệp với mô hình trồng dâu tây của nông dân tỉnh Lâm Đồng sau đây khiến tất cả phải bất ngờ. Bất ngờ bởi khái niệm công nghệ Internet vạn vật, gọi tắt là IoT, đến giờ vẫn còn khá mới mẻ với nhiều người. Chi phí đầu tư lên tới bạc tỷ, nhưng đổi lại là những hiệu quả đầy khả quan. Nghiên cứu cho thấy thì quá trình canh tác nhờ công nghệ này giúp tiết kiệm 30% lượng nước, phân bón, các chỉ số pH đầu vào đầu ra chính xác đến 95%. Trang trại được chia thành nhiều khu vực để quản lý, chẳng hạn như khu vực một cây dâu bị thiếu nước hoặc là độ ẩm cao, thì con chip lắp tại các điểm đặt thiết bị cảm biến sẽ báo về bộ máy chủ, từ đây chủ động kích hoạt hệ thống tưới cho khu vực thiếu nước. Với những trường hợp bất thường như là thời tiết quá nóng, buổi sáng có sương muối, lượng phân bón thiếu hụt, thì hệ thống cảnh báo sẽ phát tín hiệu ngay vào điện thoại của chủ vườn để kịp thời xử lý. Mời quý khán giả và bà con cùng cận cảnh mô hình hiện đại này ngay sau đây. Từ cuối năm 2018, trang trại trồng hoa của anh Trần Đức Nam ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bắt đầu chuyển sang trồng dâu tây theo công nghệ Internet vạn vật, gọi tắt là IoT, để giảm bớt nhân công, vật tư, giảm bớt thời gian hiện diện tại trang trại, nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần. Anh Nam kể, anh biết đến IoT cũng là một cơ duyên. Trong một lần được qua Nhật Bản học tập nghiên cứu ngắn hạn ngay tại vùng chuyên canh tác dâu tây tự động bằng công nghệ này, sau đó anh thuyết phục vợ chuyển đổi 2.000m² vườn nhà sang trồng dâu tây theo công nghệ hiện đại. Anh đi tìm mua thiết bị IoT, giống dâu nhập từ Nhật, rồi viết phần mềm chăm sóc hoàn toàn tự động, sau đó thuê một đơn vị lập trình, viết ứng dụng trên điện thoại để phù hợp với cây dâu tây và hoàn thiện cho toàn hệ thống. Sau 3 tháng canh tác theo công nghệ IoT, vụ dâu tây đầu tiên cho thu hoạch rất khả quan, và đến nay, trang trại rộng 2 hectare của gia đình anh chuyển hoàn toàn sang canh tác dâu tây. Theo chia sẻ của anh Nam, vốn đầu tư cho trang trại dâu IoT khá cao, khoảng 6 tỷ đồng một hectare, nhưng có thể sử dụng suốt 5 năm. Hiện dâu tây được đóng trong hai loại hộp 250 g và nửa ký với thương hiệu Nam Anh, xuất bán đến các siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh, miền Tây, Đà Nẵng, Bình Dương, Tây Ninh. Sản phẩm đạt chứng nhận Việt Gáp, OCOP, được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận dâu tây Đà Lạt. Với 1 hectare dâu tây canh tác theo công nghệ IoT, gia đình anh Nam có thu nhập trên dưới 10 tỷ đồng mỗi năm. Nội dung vừa rồi khép lại bản tin nông nghiệp sinh thái của truyền hình Hậu Giang hôm nay. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Tiếp sau đây là nhịp sống ngày mới. Quý khán giả và bà con đừng vội chuyển kênh.